Good morning, everyone. Chào kỳ này. So a few announcements to make. Xin có vài cái thông báo. Next weekend is the One Yin Dharma Assembly. So we invite Chin Xiang to come and attend it. Tuần sau có cái Vía Quang Âm, thì chúng tôi mời cô Tân Hương, Bích Thân tới tham dự. But unfortunately, Chin Xiang is will be traveling. Nhưng đều rất tiếc là cô Tân Hương phải phải đi du lịch lần này đi đâu? Chicago. No. So she's traveling, and she made sure that we celebrate one year at least three times a year. Cô Tân Hương mặc dù dự định đi du lịch, để cô nhắc chúng ta phải nên tổ chức mấy cái Vía Quang Âm 3 năm một lần, phải cô Tân Hương. So we do it, and we dedicate a merit and virtue to her. Mình sẽ hồi hướng công đức giúp cô Tân Hương tại nhớ nhắc, tại nhớ nhắc chúng tôi. Okay. Because of this auspicious day, tại vì cái Vía Quang Âm thì phải tuần này là Vía Quang Âm. So today we have a refuge ceremony. What time? Let's see. 3-ish, we do the show yet. So the refuge ceremony will be held at 3:30 approximately, 3:40. That's because after the lecture, we have our usual hands and eyes session. So we start the ceremony at 3:40. Yeah. All right. Thành ra chúng ta sẽ tổ chức lễ quy y khoảng chừng 3:40 chiều hôm nay, sau khi mà xong hết tất cả những cái phật sự việc làm. Okay. Let's see. What else is it? Anything else that we need to make the announcement? We finished fixing up the back patio. So now we have some more space. Chúng tôi mới sửa xong cái nhà sau. Thành ra bìa nó rộng rãi hơn một tí. So as a result, we have some old lumber that we need to get rid of. Vì vậy có mấy cái đồ gỗ cũ phải sa thải. And so we need to cut off the lumber that has nails, put them away. Okay. I do not want to have those lumbers and nails on the sidewalk like that. It's a safety hazard. Gỗ nó có đinh nó rộng, cắt cái phần đinh ra mà vứt đi. Okay. I like to get in as quickly as possible because it's a safety hazard. Thầy muốn cắt mấy phần nó tức, bất càng sớm càng tốt, tại vì cái đó nó nguy hiểm. Thầy muốn mấy em bé nó chạy chơi rồi nó cắt một cái phiền lắm. We have children coming to the temple and they like to run around and play and horse around. I do not want them to get hurt. You know, tetanus is very nasty thing. Nó đụng bị tetanus một cái phiền lắm. Okay. So we need to get rid of it very quickly, so those of you who have some time, those of you women have some time, we have a miter saw, and we're glad to show you how to cut up the wood, and you know, the men were busy. Thành ra những người phụ nữ ai mà thầy ngày hôm nay có rảnh nên thầy chỉ cách xài cái máy cưa của thầy cắt một cái nó đứt ngay luôn đấy. Mình ngóng những tôi bận rộn lắm. Okay, anything else? You around the temple, I ask you to pay attention to safety. Thầy yêu cầu quý vị tới chùa đó, cần để ý dùng cái vấn đề an toàn của mọi người. Please pay attention. The last thing we want to is to for something bad to happen to you to the temple. Chúng tôi không muốn chuyện gì xảy ra cho xấu xảy ra cho quý vị.
It turns out that is more than that. We getting more and more attention, and chúng ta càng nhiều người tới chùa. For example, our friend, our disciple Shana, who went back to her country in Korea for a visit. Như cái cô Shana, cô trở về nước Đại Hàn để thăm quê hương. And before she left, she dreamt of the Dharma. Cô trước khi cô đi, cô mơ mộng về pháp, Phật pháp không? It's all, strange for a lady like her. And I wouldn't be dreaming about her age, dreaming about the Dharma and, stuff like that, disciples. Cái tuổi thời mà thầy còn tuổi cổ, trẻ như cổ, thì thầy đúng bao giờ nghĩ đến chuyện cái chuyện mà Phật pháp này nọ. And she dreamt of the Dharma, and now she's in Korea and she visited temples of Đà Hàn, viếng những cái chùa. Can you imagine? I go to Korea, I eat cow ghee, I eat kimchi, I would not go to temples. Nếu mà thầy bằng tuổi cổ mà thầy qua Đà Hàn thì chắc chắn đi ăn ăn đi 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 chơi chứ còn không cách nào mà đi tới chùa làm gì. Interestingly, she met a couple of people. Mình có gặp hai người. One is a lay person, one is a nun. Một người là người cư sĩ, một người là tu sĩ. And so this lay person here works at Samsung. Một cái người này làm việc cho cái hãng Samsung is the biggest company in Korea. Hãng lớn nhất của mình bên Hàn. They generate accordingly about 25% of the GDP. Thế hãng Samsung đó họ, họ đem vào 1/4 của cái lợi tức của nước Đà lớn như vậy là sao biết đều. And she works for that and then she's scared of meditation, ngồi thiền mà sợ. She says that she meditates and then she could smell. She's been meditating for years, and she could smell flower scents, sense the deep peace. And then after she came, after finished meditation, she feels so removed from the real world that she's become scared. Thế cái cô này, cô thiền, mà cô lúc thiền ngửi được mùi hương thơm của hoa, rồi ngửi và cảm thấy rất là an lạc. Rồi xong xong khi mà xuất thiền thì cảm thấy là cái thực tế nó mình với thực tế nó có sự cách xa cách. And so she became scared. So she contacted her teacher. Cô sợ lắm, cô mới liên lạc với người thầy của in Korea, everyone who meditates does hóa tổ. Bên Đà Hàn á, những người nào mà thiền á, đều tu tham tọa đầu. Hóa tổ is those of you don't know, những người cũng biết hóa tham tọa đầu là một phương pháp môn thiền môn, phương pháp thiền mà rất là nổi tiếng. It's very very famous Chan Damodar. And the Damodar is very powerful and can help you become enlightened quicker. Nổi tiếng tại sao? Tại vì tổ sư tạo cái pháp môn này ra đó để mà rất là hữu hiệu, rất là mạnh. Thành ra quý vị đắc giác ngộ rất là lẹ. And that's why when you do Chan in China, those who do Hoa Tổ are sort of like the cream of the crop. Thành bên hàng bên thiền tông người Trung Hoa, những người mà tu thiền tham thọ đầu đó là những người toàn là căn cơ rất là cao mới dám mới tu đó. And so the Korean somehow who the those who meditate in Korea they all do Hoa Tổ. Thành bên Đà Hàn á, họ ai cũng tu tham thọ đầu hết. As soon you go walk there and learn by meditation, bên kia qua cái việc bên kia mà học thiền đó, họ nói đây cái công án này ngồi đi đi tham đi. So they give you a hoa thổ and then they tell you to go practice. That's all the instructions they get. And họ dạy thiền, học thiền cách đó, họ dạy chừng như vậy thôi. Nói cái công án cô là như vậy này, xong cô đi đi tham đi. So, that's it. And so this lady had these experiences and so she contacted her teacher and who she can only see once every 3 months.
And so she became scared. She said, I have a real life. If I meditate, after meditation, I feel so distant from my life, then it's not a good thing. And cô mới nói, cô than phiền, cô nói, sư phụ nói là, con có cuộc sống của con. Mà thiền, mỗi lần thiền như vậy, cảm thấy là cái nó xa cách cuộc sống của con, thực tế của con quá nhiều, thế nên con sợ, con phải làm sao bây giờ. So the teacher says, you should meditate less and stop doing the hoa tổ. And ông sư phụ cũng nói là, ông nói là thôi đừng thiền hoa thăm tòa đầu nữa, mà bớt thiền đi, càng ngày càng bớt thiền đi. So no one seems to be able to answer her. And then of course she cannot sleep. Rồi như vậy là tối là ngủ khó khăn nữa, thiền vì ngủ khó khăn. So after meditation she could not sleep. So no one could answer her. So the teacher says, stop practicing for a while and to do less of a hua tou. Okay? Yeah. So she talked to Shana, and Shana says, I don't know. Let me find out. So she texted me. And that's the end of my cultivation last night. Và cô hỏi cô ra cô Shana thì cô Shana nói, tôi không biết, thì tôi nói thầy tôi thử ra sao. Cô text cô, and she even called me this morning, that's why I was almost late. And cô còn gọi điện thoại nói chuyện với thầy nữa. And so you see, a lot of people practice Buddhism and they don't have the proper guidance. Các vị biết không, nhiều người tu hành Phật pháp mà không có được sự hướng dẫn đàng hoàng. So I told Shana what to do and what to tell her. Tôi có thể nói cô Shana biết và nên khuyên cô cái gì đó. And also there's the other nun that belongs to the main the biggest meditation lineage in Korea. Rồi cái cô sư cô đó, là cũng bên cái dòng thiền tông của Đại Hàn mà lớn nhất, mạnh nhất của bên Đại Hàn. She's been doing hoa thổ for 22 years. Đã tu tham từ đầu 22 năm rồi. And no one told her to sit in full lotus. Không ai dạy cổ là ngồi lên kiết già. No one. 22 years. Tu 22 năm mà không ai dạy ngồi kiết già hết. And so Shana told her, said, no, you should try the full lotus because that's what Chan is about. It's his Chan secret. Shana cô nói là, sư cô phải ngồi kiết già nghe chưa? Tại cái đó là cái bí mật của thiền tông đó. Thiền tông là cái tham từ đầu, cái kiết già rất là quan trọng. So she crossed her legs and sat four. Và sư cô đó mới tò mò, mới xếp bằng ngồi. Đi ngồi sao? 2 tiếng đồng hồ, she sat for 2 hours for the first time. Immediately, ngồi 2 tiếng đồng hồ liên tiếp. Can you imagine? She sat for 2 hours. She said, you know, one leg feels fine, the other leg is a little bit funny. Ngồi 2 tiếng đồng hồ, một chân thì không đau, hoàn toàn chân không đau. Cái chân kia nó có hơi gì gì đó, hơi gì gì. And I said, oh my God, why do these Koreans got it so easy? Tại sao mấy người Đại Hàn tu dễ dàng như vậy? I struggle so much with full lotus and chan and everything. Thầy nghĩ là cuộc đời tu hành thầy sao nó khó khăn dễ sợ luôn. And Shana then told her, you know, so the nun was so excited. Thành sư cô đó cũng khoái dễ sợ. You know, you sit in full lotus for 2 hours, you know what happens? Quý vị biết khi quý vị ngồi được ngồi kiết già 2 tiếng đồng hồ, quý vị biết chuyện gì xảy ra không? It feels very, very good. Quý vị ngồi được 2 tiếng, nó sướng lắm. You could be talking, you could be watching TV, you could be, you know, doing things. You sit in full lotus for 2 hours, it feels good. Quý vị làm gì cũng được hết á. Mà ngồi xếp bằng mà 2 tiếng đồng hồ thăm cái kiết già như vậy, người nó sướng lắm.
This is why. This is why, by the way, I lecture for 2 hours. Nghe thì thấy, bởi vì thầy vừa lần thầy nói pháp thì nói 2 tiếng đồng hồ. Notice it in full lotus. Nghe thì thấy không? Nên bởi vì thầy mỗi lần ngày Trung Hoa thì giảng có 1 tiếng rưỡi thôi. My master, he says, you lecture for 1.5 hours. I said, 2 hours for us. Thầy thì làm 2 tiếng đồng hồ. Ngày Trung Hoa chỉ giảng 1 tiếng rưỡi thôi. It feels good when you meditate and you sit for 2 hours. Quý vị ngồi kiết già mà 2 tiếng đồng hồ nó sướng. It's a very pleasant feeling. Okay. Anyway, so Shana started telling her about, you know, not fighting, yielding, being kind. She said, really? That's meditation? Cô Shana mới nói tiếp là, so she asked, wow, this is fascinating. So what did your teacher? How did your teacher train you? Sư cô đã hứng quá, cô mới hỏi. Nè, cô Shana xuống hỏi. Nè, sư phụ cô dạy cô ra sao vậy? Huấn luyện cô ra sao vậy? Cô sao đó? Sư phụ tôi nói đừng có cãi, đừng có đấu, phải nhường người ta, phải từ bi. Thì mới như vậy á. And she said, that's meditation, being kind, yielding to people. Wow. And no one ever taught them like that. Thầy mới nói là cái thiền, cái đó là căn bản quan trọng nhất của thiền. That's the foundation of chan. I said, so when Shana asked me, what do I tell her now? Do I tell, you know, she, you know, my students, Shana says, they all have pains. Cô Shana, cô nói, bây giờ con dạy cô cái gì bây giờ? Nói cô làm cái gì bây giờ? Học trò con, ai cũng đau chân hết á. Cô này không đau chân, mình có gì mà dạy nữa mà nữa bây giờ. So since the nun has no pain, what can we teach her? So I said, you teach her the fundamentals. Thế nói con dạy cái căn bản của thiền mình. The fundamentals of chan. Cái thiền á, chan, we call you use the word chan because the chan is the core of all Buddhist practices. Thầy dù thích nói thiền, tại vì cái thiền á, là cái rường cột của cái đại thừa chúng ta. Okay? You notice all the chan, Mahayana patriarchs are chan masters. Quý vị để ý không? Tất cả những tổ sư mà chánh tông á, đều là thiền sư hết. You notice that? Tất cả tổ sư đều là thiền sư hết. From Mahakashyapa, the first patriarch, từ khi ngài sơ tổ là Mahakayip, until the last one, until the current one, cho tới khi ngài tiến hóa, cho tới nhị tổ, tất cả đều là thiền sư. They all are chan masters. That's how important chan is. Thành ra cái thiền nó quan trọng như vậy. So I said, you know, you teach the fundamentals of chan. And thầy nói là con dạy cổ là cái căn bản của thiền. Read the chan handbook. Đọc cái sách cẩm nang thiền của mình. Okay. Those are the fundamentals of the Buddhist practices. And đó là cái căn bản của cái cái mọi sự tu hành. Okay. So why do we talk about this? Tasha nói như vậy. And we invited her, by the way, to come to the Chan Chi and the Pho Chi. Và thầy cũng mời sư cô đó qua đây mà tham dự cái thiền thất và Phật thất. Okay. And she said, yes, I would like to come very much. Cô muốn học, muốn tò mò như sợ. You know, people can practice for a long time and they don't know what to do. Quý vị biết không? Những người tu hành mà không biết có cái phương pháp tu hành là sao hết đó. Even though, you know, it's not just in Korea, but a lot of countries like that. Mà riêng Đức Đà Hàn đó không? Một cái tông thiền tông nó lớn như vậy đó, mà chính của họ đó, mà không biết, không liền người. So this is the one of the bigger Chan school in Korea, and yet they don't have a good training methodology. You should feel so fortunate that we have the training techniques from Master Shenhua and his dharmas. And quý vị phải biết, chúng ta cực kỳ là có phước, mới tu được cái pháp môn ngài tiến hóa và được cái sự được huấn luyện theo cái phương pháp huấn luyện của ngài tiến hóa. We are so blessed, trust me. Quý vị phước báo không thể lớn, không thể tưởng tượng. Okay. And
And that's why I personally felt that I have to transmit this this knowledge, this training knowledge to the next generation. Bởi vì thầy thấy như vậy, thầy biết như vậy nên thầy phải biết là thầy phải tự cố tâm mà phải tìm cái cách để mà truyền lại cái cách phương pháp huấn luyện này cho của ngài Tiến Hóa. Okay, this is the to me the most valuable thing that my master left brought to this country. Đối với thầy đó, cái này là cái mà quý báu nhất mà ngài Tiến Hóa đem lại cái xứ này. This is a gift from him. Đây là cái phước mà ngài cái ơn ngài Tiến Hóa truyền cho đem qua xứ Mỹ này. The training technology from Wei Yang lineage. Đây là cái phương pháp phun đào tạo nhân tài của cái dòng Quy Ngưỡng. Okay. That's the most important thing I feel. The biggest asset we have in this in Mahayana in this country. Đối với thầy cái đó là cái bảo vật của cái xứ Mỹ này. Okay. Because Mahayana is about helping you unfold your wisdom. Thành cái đại thừa chúng ta đó là để giúp quý vị khai mở cái trí huệ quý vị. Okay. So there is a technique on how to help you do that. Thành cái đại thừa phải có cái phương pháp để giúp quý vị khai mở trí huệ. It cannot be haphazard. Không thể nào mà mò được. Nó có một cái bí mật của nó. It has secrets that was taught, transmitted from the Buddha to Mahakashyapa. Thì có những cái bí mật, có những cách tu luyện mà Đức Phật đã truyền cho đệ tử của ngài tới sơ tổ, rồi. And over time, the patriarchs even developed more and more techniques in order to help the people at their times, their generation. Trong cái lịch sử Phật giáo mình đó, các chư tổ sư đó rất nhiều người là đại Bồ Tát, nhiều người là Phật luôn nữa, rồi tạo thêm nhiều cái pháp môn tu luyện khác nữa để thích hợp hơn cho cái thời buổi đó. Okay. Cho cái nhân cái người đó trong cái thế giới đó, trong thời gian đó. More appropriate for the times, more appropriate for the people. And so Master Shiva brought this wonderful, wonderful Wei Yang lineage training from China to the U.S. Và ngài Tiến Hóa ngài đem cái pháp môn của cái dòng quy ngưỡng này của bên nước Hoa, nước Trung Hoa qua xứ Mỹ này. Okay. And along with it, he brought the hands and eyes on đem cái pháp môn thủ nhãn nữa. So he brought a lot of treasures of this country. Ngài đem rất nhiều cái bảo vật qua cái xứ Mỹ này. And that's why I realize that we need to share with as many people as possible. And thầy biết cái giá trị đó, thầy quyết tâm, thầy phát cái tâm để chia sẻ những cái đó với tất cả nhiều người càng nhiều càng tốt. So that's why the last 11 years I've been training people. Thành 11 năm trời thầy dạy, bỏ 11 năm trời dạy. One person at a time, dạy từng người. Okay. And nowadays, I have more level people. Bây giờ có nhiều người xuất gia, đệ tử xuất gia, and I train them how to take care of people. Và dạy cho họ, thầy huấn luyện cho họ để giúp đỡ quý vị. Because as a Dharma master, as a monk, there's so much I can do. Đối với người tu sĩ, thầy không thể có những cái giới hạn, thầy không thể đi qua được. Okay. For example. I don't socialize with people. Chẳng hạn như thầy không có đi chơi với quý vị được. For example, after I speak the Dharma, sau khi mà thầy nói pháp rồi, I'm supposed to go back to my room. I cannot talk to people. Chẳng hạn như sau khi thầy giảng pháp, thầy phải lập tức đứng dậy đi về phòng, không được nói chuyện với ai hết. And usually people chase after me. Thường thường người ta rượt thầy. Đòi gặp thầy nói chuyện này tôi là
And so it has always been the case. Trước giờ bây giờ cũng vậy hết. Mấy cái pháp sư không có nói chuyện với người ta sao? And so the Dharma, the lecturers, after they speak the Dharma, they avoid talking to people in order for some good reasons. Không làm như vậy có những lý do rất rất là quan trọng. So I couldn't do that. That's why for 11 years, for 10 years, I couldn't do much. Bởi vì vì vậy á, có những cái ràng buộc như vậy thành thầy thầy không thể có những chuyện thầy làm không được. Thành ra 11, 10 năm đầu thầy không dạy được nhiều. That's why the first 10 years I couldn't do much. I couldn't teach much. Okay. Right. So the last year or so, last year and a half, I have more love from disciples. I started training them how to train you to help you. Thì một năm rưỡi vừa qua thầy bắt đầu có nhiều đệ tử xuất gia, thì thầy bắt đầu huấn luyện cho họ để giúp đỡ quý vị hơn. And I am hoping that you now, you lay people, are your turn now to pitch in. Ta hy vọng đến lúc mà người tài gia phải giúp đỡ. Because I noticed that more and more lay people are coming. Thầy để ý có nhiều tài gia, người mới tới chùa. And it's important for you to help out a little bit more. Ta hy vọng quý vị phát tâm mà giúp đỡ nhiều hơn một tí. When you see new people and who are here for the first time, help them out, you know, bring them sutra, explain to them what to expect. Thì quý vị thấy người tại gia, quý người xuất gia, thấy mấy người mới tới đó, thì yêu cầu quý vị phát cái tâm từ bi. Be kind and compassionate. And I know how it was for me to go to a Chinese temple, me being Vietnamese, going to a Chinese temple, not knowing the language, not knowing what to do. Như thầy nhớ thầy người Việt Nam mà tới cái chùa Tàu của Ngài Tiến Hóa đó, lần đầu tiên đó, bỡ ngỡ dễ sợ lắm. And lucky for me there was a Vietnamese bhikshuni who on the third time I went there she talked to me, so I survived the first few times before someone talked to me. And thầy may mắn là tới lần thứ ba mới gặp được sư cô người Việt Nam, cô giảng sơ sơ cho mà biết. So for most people it's too tough. Especially for Westerners, they don't have that kind of patience. Những người da trắng người ta không có cái kiên nhẫn như vậy thôi. And so, please talk to them, show them what to do, explain to them. Là cái gì yêu cầu cái gì giúp đỡ họ chỉ trang này, chỉ chữ này, nói sơ sơ cho họ biết. And particularly Wainos, you know, or assistant Wainos, you should, you know, talk to them and say, you know, this is how we do it. Even yesterday, I talked to a Vietnamese lady who is a very faithful disciple of a temple in Santa Ana. Chị hôm qua có một cái người đệ tử rất là trung thành với một cái chùa bên Bosa đó. Tới viếng thăm chùa. She brought her parents here and hang around here because they like the temple, like the atmosphere in the temple. Tới đó là mấy lần rồi. Lần này tới này là tại vì thích chùa, so they hang around in front of the temple. Tới không có chuyện làm, ngồi đứng nói chuyện với nhau. They enjoy the peace and rất là thích cái không khí nó rất là thoải mái của chùa. Okay. And so I talked to her. I said, you know, we don't have a lot of people coming to the temple. Thì nói chuyện với cô đó, nói là chùa chúng tôi ít người tới lắm, especially Vietnamese people, they don't come here because we do everything in Chinese. Tập chúng tôi làm gì cũng tiếng Tàu hết đó. Người Việt Nam không thích, the Vietnamese don't like it. They want to understand what's going on. Người Việt Nam không thích, muốn hiểu. And I explained to her in my yana, we doing it this on purpose. Thiệt ra nói cho cô biết là chúng tôi làm phải có cái dụng ý đó. It's because one of the main reasons that there's no need to understand. Tại vì một cái dụng ý rất là quan trọng, không cần hiểu. It's no need to understand. Just follow along. Chứ vì người ta làm gì mình làm đấy thôi. Làm theo thôi. For example, when people stand up and recite sutras, we don't kneel, we stand up. Chẳng hạn như người ta đứng để mà tụng kinh, thì mình cũng đứng. Mình đừng có quỳ xuống. Because we blend in, okay? Cái quan niệm là mình biến mất trong cái đại chúng, ta làm gì làm đấy, okay?
Is that clear? That's the called the Great Assembly Dharma. Cái đó là pháp đại chúng. We follow along the Great Assembly. Đại chúng làm gì, mình làm đấy. Okay? Why is it important? Tại sao? Because it helps you suppress your ego. Nó giúp quý vị bớt, dẹp bớt cái bản ngã. You know, wherever you go, right? You say, I go to this restaurant because I like it. I go to buy this car dealer because they're nice to me. Okay, they treat me like a princess. Quý vị thấy người ta mình thông thường cuộc sống quý vị đó, mình đi đâu là người ta tôn sùng mình lên, thổi phồng cái bản ngã mình lên. When you go to the temple, it's the reverse should happen. Tới chùa ta phải ngược lại. You suppress yourself and blend in. Tới cái chùa phải biến mất trong cái số đông. Cái đó cái pháp tu, that's Mahayana. Okay, that's number one. Number two, it's no need to understand. Cần hiểu tại sao? Because understanding is what we try to help you get rid of. Tại vì cái hiểu này chúng tôi đang muốn giúp quý vị bỏ cái hiểu này đi. That's Mahayana. I explained to her, she couldn't understand. She didn't get it. Thì giảng cô đã biết là đừng cần hiểu, cô không hiểu được, mình giảng không được. Why is it important? Why is it important not to try to understand too much? Tại sao không cần hiểu? When you are able to put down that desire to understand, when you stop that thought, okay, khi mà quý vị bắt đầu bỏ được cái ý là đúng đòi hiểu đó, that's when your wisdom comes out. Lúc đó cái trí huệ quý vị nó mới lộ ra được. If you insist on, you say, I have to agree what you say. Quý vị nói là thầy nói tôi phải đồng ý với thầy á, mới được á nghe. Yeah, I disagree with you, master. Okay, sayonara, I see you next lifetime. Okay, nếu mà thầy, tôi cũng đồng ý với thầy, tôi bỏ đi. Okay, if you like that, okay, you will never be able to develop your wisdom. Quý vị mà suy nghĩ như vậy, quý vị không bao giờ mở trí huệ được đâu. Okay, is that funny? Quý vị thấy nó là dễ sợ. That's Mahayana. Cái đại thừa nó đặc biệt cái điều đó. So what do you have instead of trying to understand? Thay vì mà muốn hiểu thì làm cái gì? You do what we're trying to do on Sunday mornings. Vì làm cái gì? Làm cái mà sáng chủ nhật chúng ta làm. What do we do on Sunday mornings? We plan our blessings, right? By reciting sutras, okay? And by reciting Buddha's name. Sáng chủ nhật chúng ta làm cái gì? Có người á, thì có thời giờ thì tới đây niệm Phật tụng kinh. Some of us go to the kitchen and help out. Người qua bếp giúp đỡ. Okay. Some women will cut the wood. Người phụ nữ thì cắt gỗ. Yes. Why are you laughing? Tại sao mấy người phụ nữ cười tủm tỉm? Okay, so we plant blessings. Chúng ta trồng phước. Do you remember that Mahayana, the starting point is plant blessings. Quý vị nhớ không? Cái đại thừa chúng ta bước đầu tiên là trồng phước cái đó. Okay, and then what else? When you have faith, guess what happens? Excuse me. When you have blessings, it will deepen your faith. Khi mà quý vị có phước á, tự động cái lòng tin quý vị nó thâm sâu hơn. So only through faith can you enter Mahayana. Chỉ cái duy nhất qua cái lòng tin, quý vị mới thâm nhập được cái đại thừa. And you know, quý vị biết không? The more advanced you are in your practice, quý vị biết càng trình độ càng cao chừng nào thì lòng tin nó càng sâu chừng này. The higher level you reach, the deeper your faith. So you're struggling right now.
It's only because your faith is not strong enough. Lý do quý vị mà đang có sự khó khăn bây giờ tại lòng tin chưa đủ. In particular, okay, this Pure Land practice, nhất là pháp môn tịnh độ đó. The critical element in the Pure Land practice, cái thành phần quan trọng nhất của pháp môn tịnh độ là lòng tin, is faith. If you have faith, you have the proper faith. Nếu quý vị có lòng tin, quý vị có lòng tin đúng, thì sẽ được vãng sanh. You will attain rebirth. Okay? Any questions? And unfortunately, rất tiếc, the overwhelming majority of the people do not have faith. Rất tiếc là đại đa số những cái người tu, the overwhelming practitioners of the Pure Land do not have faith. Đại đa số người tu pháp môn tịnh độ không có lòng tin. Okay. Yes, Vicky. Something is a question at the tip of your tongue. Yes. Tại sao? Tại sao nói nó không làm gì? Why do I say they don't have faith? What proof do I have? Bằng cớ thầy là sao? Huh? What proof do I have they don't have faith? You should ask me right away. What proof do you have, Master? With all due respect, how can you say that? Tại sao? Quý vị có quyền hỏi thầy nhé. Thầy nói tầm bậy dữ vậy. Biết bao nhiêu người tu sao thầy dám nói là họ không có lòng tin được. What proof do you have? Bằng cớ là gì? What proof do you have? They're from people. Huh? What proof do I have? Well, let me look in the internet first. Để thầy kìm internet thử có cái câu trả lời này. If they have real faith, they'd be reborn already. Nếu như mà họ thực sự mà họ có lòng tin chân thật á, thì họ đã vãng sanh rồi. There are no more Pure Land practitioners in this world. Thì họ không còn những người tu pháp môn tịnh độ ở đây nữa đâu. You see that? If they really have real faith, they'll be gone already. They're not back. There's no more people who believe in Pure Land or Buddhism. Những cái người mà tu pháp môn tịnh độ mà có lòng tin chân thật, họ đã đi rồi, sức mới họ trở lại để tu pháp môn tịnh độ của mình nữa đâu. See, look at you. You don't have faith. Quý vị đâu có đủ. That's why you're still here. Bởi vì còn ở đây. Thấy không? You see that? If you go to the Pure Land, I assure you, you don't want to come back here. You don't want to see me ever again. Thì chắc chắn khi mà đã qua cái Tây Phương Cực Lạc rồi, quý vị sẽ chắc chắn không bao giờ muốn gặp thầy nữa hết. You see that? That's why you don't have the real faith in Pure Land Buddhism. That's why you cannot attain rebirth. Vì thiếu là không có cái lòng tin chân chính, thành ra không có vãng sanh được, vẫn còn kẹt ở đây. Okay. All right. So there's we can talk some more in the future. Mình sẽ trong tương lai bàn thêm về chuyện này. Any questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. If not, we can take a break and then come back and do the lunch ceremony. Nếu không thì chúng ta nghỉ 50 phút xong trở về cúng ngọn.